đạp xe đạp gần 2.000 km từ An Giang lên Tuyên Quang, xin việc làm. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, dịch bệnh bùng phát, nhiều tháng nay anh Phát không có việc làm, thu nhập. Anh Phát đã đạp xe gần 2.000 km từ An Giang lên Tuyên Quang để xin việc. Ngày 12 tháng 11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 9 tháng 11, cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm dịch xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương tiếp nhận công dân Châu Ngọc Phát, sinh năm 1996, trú tại phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến khai báo y tế. Theo cơ quan công an, anh Phát đến khai báo y tế với chiếc xe đạp cũ và vài món đồ đơn sơ. Cán bộ chiến sĩ tại chốt trực đã hỏi thăm tình hình của anh Phát. Qua tìm hiểu được biết, anh Phát là lao động tự do, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Do dịch bệnh bùng phát, từ nhiều tháng nay anh không có việc làm, không có thu nhập, không có tiền thuê nhà nên sống lang thang, ai thuê gì làm nấy. Qua lời giới thiệu của người bạn quen trên mạng xã hội, anh Phát tìm đến Tuyên Quang với dự định xin làm công nhân bóc gỗ tại huyện Hàm Yên. Xuất phát từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, sau hơn một tháng anh Châu Ngọc Phát đến địa phận tỉnh Tuyên Quang và không còn chút tiền nào trong người. Quá trình di chuyển gần 2.000 km, anh sống qua ngày bằng những bữa cơm từ thiện nhận được dọc đường đi, tối đến ngủ nhờ ở các trạm xăng ven đường, xe hỏng lại dắt bộ tìm người sửa chữa giúp. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của anh, cán bộ chiến sĩ chốt kiểm dịch Sơn Nam đã hỗ trợ anh xét nghiệm Covid-19, tặng anh một thùng mì tôm, một phần quà gồm bánh, sữa, trái cây và 500.000 đồng làm lộ phí đi đường, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng huyện Hàm Yên để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ khi anh Châu Ngọc Phát đến địa bàn. Bản tin, Văn Yên.